14 ký con mèo đó. Đã chắc biết nhiều. Tại sao em không? Không biết nữa. Có lẽ là em đã yêu rồi. Em đã yêu ai? Người ấy là ai? Tại sao em không? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Một người sáng lạ thôi hơn rồi. Anh không gian yêu nhau là có tội hoài không? Không yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu nay anh hằng ôm ấp mãi trong giờ biết sợ sao bỗng nhiên nghe lành ca.